Nhẹ vào đây chứ. Ok, cảm ơn em. Cái dụng cụ mà chị sử dụng để chị lấy mộng cho em á, sử dụng riêng biệt cho mỗi khách hết em nha. Xài một lần mình bỏ cho nên em yên tâm nha. Rồi, quần máy em. Dạ, mang vào. Cái này mỏng ha. Mấy ngày viêm
Duyên sáng đi sáng không em? Thank you.
Hơi đeo chị. Ừ. Cái này còn mấy cái chị khó rồi. Đây. Đó. Như chị. Làm được. Rồi, lên cán nè. Cán này xong. Thương là các anh chị nè. Nhiều đây nha. Dìm đó. Dạ. Cố định. Không, tầm khoảng nhiêu đây nè. Kiểm tra lại cho nữa ha. Sao cái nào?